Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nhật Cường buôn lậu đến 3.000 tỷ đồng, Nguyễn Đức Chung được ăn bao nhiêu. Nhật Cường dính đến hai tội rất lớn. Thứ nhất là Nhật Cường Mobile hiện giờ đang bị công an khui ra đến 3.000 tỷ đồng tiền buôn lậu, và Nhật Cường Software trúng gói thầu giải pháp phần mềm cho chính quyền Hà Nội trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Tất cả hai vụ án này đều liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung. Nhật Cường là công ty kinh doanh chuỗi cửa hàng điện thoại di động tại Hà Nội từ năm 2001. Cho đến khi bị bắt thì công ty này đã kinh doanh điện thoại di động được 18 năm. Trong thời gian ấy, Nguyễn Đức Chung là quan chức trong ngành công an. Từ khi nắm phó giám đốc công an Hà Nội đến cách đây 10 năm, Nguyễn Đức Chung đã để Nhật Cường buôn lậu điện thoại di động trong thời gian rất dài. Tuy nhiên, số liệu công an Hà Nội nắm được là 3.000 tỷ đồng, một con số rất lớn. Tuy rất lớn nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chứ chưa phải là con số thật của tất cả vụ việc. Tổng cộng Bộ Công an đã bắt 15 đối tượng trong vụ án Nhật Cường, nhưng nhân vật quan trọng nhất là Bùi Quang Huy thì vẫn chưa bị bắt. Nên con số thực tế Nhật Cường đã buôn lậu trong nhiều năm qua có khả năng sẽ vượt qua con số 3.000 tỷ đồng. Đây là hình ảnh báo chí của nhà nước Việt Nam đưa tin về tổng giá trị hàng hóa mà Nhật Cường buôn lậu. Trong số 15 người bị bắt thì có Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng của Nhật Cường, và Nguyễn Ngọc Bảo, giám đốc tài chính của Nhật Cường. Người này bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Bảo Ngọc và 13 người còn lại bị đề nghị truy tố thêm về tội buôn lậu, gồm Trần Ngọc Ánh, phó tổng giám đốc Nhật Cường, Đỗ Quốc Huy, giám đốc bán hàng Nhật Cường, Nông Văn Lư, nhân viên Nhật Cường, Nguyễn Bảo Trung, lao động tự do, và Trần Tất Khoa, giám đốc công ty Nhật Cường, cùng rất nhiều nhân viên và nhiều người liên quan khác cũng bị bắt giữ. Sự tiếp tay cho buôn lậu của Nguyễn Đức Chung được miêu tả như thế nào? Theo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, điện thoại, thiết bị điện tử được Nhật Cường nhập lậu qua biên giới Việt Nam và Trung Quốc, qua cảng Hải Phòng, thậm chí nhập trái phép qua sân bay Nội Bài. Mà sân bay Nội Bài là nơi ông Nguyễn Đức Chung chịu trách nhiệm về vấn đề chống buôn lậu, dù ở tư cách là giám đốc công an thành phố trước năm 2016 hay là chủ tịch Hà Nội mới đây, thì ông cũng là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án buôn lậu và rửa tiền cũng như vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Cường, chi cục hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan. Theo kết luận, công ty Nhật Cường thành lập vào năm 2001 và đến năm 2019 có vốn điều lệ là 38 tỷ đồng. Do ông Bùi Quang Huy làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Nhật Cường có kinh doanh mua bán điện thoại di động, thiết bị điện tử. Nhật Cường có 4 hình thức kinh doanh gồm nhập và mua bán hàng hóa có hóa đơn giá trị gia tăng, nhập hàng trong nước không có hóa đơn, nguồn gốc để bán, và nhập khẩu hàng hợp pháp và nhập khẩu không hợp pháp. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2014 cho đến năm 2019, Bùi Quang Huy đã sử dụng hệ thống nhân sự của Nhật Cường để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động và máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ với tổng giá trị là 2.927 tỷ đồng. Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước như Mỹ, Singapore, Hồng Kông nhưng không qua đường chính ngạch. Thay vào đó, Bùi Quang Huy đã thuê chuyển hàng trái phép vào Việt Nam với chi phí hơn 72,9 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung, người đã bị cáo buộc giúp Bùi Quang Huy buôn lậu 3.000 tỷ đồng hàng hóa. Nói chung dễ hiểu là muốn buôn lậu thì phải có sếp lớn trong chính quyền che chở và chống lưng. Che chở cho Nhật Cường không ai khác. Người ta cho rằng đó là ông Nguyễn Đức Chung. Sau khi bị truy tố tội làm lộ bí mật nhà nước với mức án 5 năm tù giam, thì đây là vụ án thứ hai liên quan đến Nguyễn Đức Chung. Bản cáo trạng do Bộ Công an đưa ra cho cơ quan báo chí chỉ có tội của phía Nhật Cường. Dự đoán là giai đoạn 2 của vụ án này sẽ liên quan đến những bao che của ông Nguyễn Đức Chung được tiết lộ. Bùi Quang Huy đã mua đứt công an các tỉnh như thế nào? Cũng theo mô tả trong cáo trạng của cảnh sát điều tra, thì Bùi Quang Huy có thành lập công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ông chủ buôn lậu này giao cho công ty này trách nhiệm tiếp nhận điện thoại, hàng điện tử được chuyển từ Hồng Kông về Quảng Châu và từ đó tập kết tại biên giới Việt Nam và Trung Quốc để nhập cảnh trái phép. Đường đi cụ thể của hàng lậu gồm từ Hồng Kông đến Đông Hưng, từ Móng Cái, Hà Nội, hoặc Hồng Kông, Bằng Tường, Lạng Sơn, Hà Nội. Như vậy, muốn chót lọt thì ngoài việc Nhật Cường mua đất công an Hà Nội,
ông ta cũng phải mua đất công an Lạng Sơn và Quảng Ninh. Đây là một đường dây rất phức tạp, nhưng vì muốn truất phế Nguyễn Đức Chung nên ông Tô Lâm chỉ đánh vào ông Nguyễn Đức Chung mà chưa đánh vào Lạng Sơn và các tỉnh Quảng Ninh cũng như các đường dây khác tiếp tay. Để thực hiện việc buôn lậu trên quy mô lớn như vậy, thì Bùi Quang Huy còn thuê 3 đường dây vận chuyển hàng lậu bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài. Các đường dây này đã giúp công ty Nhật Cường nhập trái phép hơn 57.000 sản phẩm với tổng giá trị hơn 860 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng lậu này được theo dõi trên hệ thống quản lý nội bộ, được ký hiệu là hàng nhập khẩu không VAT. Khi nhận hàng, Bùi Quang Huy sẽ chi tiền cho các nhà cung cấp vào tài khoản của họ hoặc bằng tiền mặt thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng Hà Trung, Hàng Dầu ở Hà Nội. Đây là hình ảnh Bùi Quang Huy được cho rằng không chỉ mua đất ông Nguyễn Đức Chung mà còn mua cả công an hai tỉnh phía Bắc. Hàng hóa này được chuyển về hệ thống của Nhật Cường để bán lẻ ra thị trường. Phía điều tra xác định công ty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu 3.213 tỷ đồng qua đường dây này. Và Bùi Quang Huy và Nguyễn Đức Chung được hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Tuy nhiên, về tỷ lệ chia chác trong việc làm ăn như thế nào thì vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cung cấp thông tin tiếp theo. Vậy ông Nguyễn Đức Chung sẽ được hưởng bao nhiêu phần trăm số này vẫn đang còn là ẩn số. Lập hai hệ thống kế toán để giấu khoản thi bất chính, hối lộ cho chính quyền cũng là điều được đưa ra. Để nuôi quan chức của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam bao che cho việc buôn lậu của mình. Không riêng gì Bùi Quang Huy mà ai làm việc phạm pháp cũng cùng dùng hai hệ thống kế toán để hợp thức hóa số tiền hối lộ chi cho quan chức. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, trong đó một hệ thống nội bộ bí mật để theo dõi số liệu thực tế, một hệ thống khác ghi báo cáo tài chính, sổ kế toán để khai báo với cơ quan quản lý nhà nước. Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, công ty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, kế toán trưởng Nhật Cường bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hình ảnh công ty Nhật Cường đã dùng hai hệ thống kế toán. Đấy chỉ mới là con số mà cơ quan công an khai thác được. Khi mà chưa thể bắt được ông chủ Bùi Quang Huy để khai thác hết những con số đó, thì cũng chỉ là con số chưa hoàn chỉnh. Để buôn lậu chót lọt đến hàng ngàn tỷ đồng, không thể hối lộ cho quan chức số tiền nhỏ nhoi như vậy được. Luật bất thành văn của kẻ bảo kê nhà nước với tội phạm là ăn chia rất đậm. Dư luận cũng cho rằng ông Nguyễn Đức Chung không chỉ bảo kê Bùi Quang Huy buôn lậu mà còn bảo kê rửa tiền nữa. Vì Bùi Quang Huy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra cũng tách vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu xây dựng và gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để xử lý sau. Và cho đến lúc này, ông Nguyễn Đức Chung đã gánh bao nhiêu tội ngay trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc? Có khả năng ông Nguyễn Đức Chung sẽ bị án chồng án như ông Đinh La Thăng. Cho tới giờ ít nhất phải có 4 vụ án liên quan đến Nguyễn Đức Chung, mà trong đó có một vụ đã được đưa ra xét xử, đó là tội làm lộ bí mật nhà nước. Theo thông tin của cơ quan điều tra, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Trong dự án số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã có nhiều chỉ đạo bất thường để công ty Nhật Cường có cơ hội trúng thầu, trong khi công ty này không đủ năng lực thực hiện dự án. Đến tháng 5 năm 2019, Bộ Công an đã tiến hành khám xét công ty Nhật Cường tại Hà Nội, ra quyết định khởi tố bắt tạm giam với giám đốc công ty Nhật Cường và hàng loạt người liên quan có hành vi buôn lậu, rửa tiền. Tuy nhiên, giám đốc Nhật Cường trước đó đã bỏ trốn. Dư luận cũng nghi rằng ông Nguyễn Đức Chung đã tiết lộ tin mật cho giám đốc Nhật Cường để bỏ trốn kịp thời. Và đến tháng 11 năm 2020, thì Bộ Công an cũng công bố bằng chứng về việc ông Chung là người chủ mưu tiến hành lấy cắp tài liệu mật về vụ án Nhật Cường. Đây là hình ảnh chia chác ghế đã xong, có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không nhất thiết phải quá nặng tay với ông Nguyễn Đức Chung. Không biết liệu ông Nguyễn Đức Chung có bị đẩy đọa như Đinh La Thăng hay không. Nếu ông Trọng muốn triệt Nguyễn Đức Chung thì tội của Chung không hề kém gì tội của ông Đinh La Thăng cả. Theo dự đoán của nhiều người, việc truy tố Nguyễn Đức Chung là đấu đá giành ghế. Giờ Đại hội Đảng lần thứ 13 chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ diễn ra, với phần quyền lực chia chác đã xong thì có thể ông Nguyễn Phú Trọng
sẽ không quá nặng tay với ông Nguyễn Đức Chung nữa. Cũng có thể ông Nguyễn Đức Chung chỉ nhận một bản án nhẹ hơn rất nhiều ông Đinh La Thăng mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay 14 tháng 12 năm 2021 với bản tin Nhật Cường buôn lậu đến 3.000 tỷ, Nguyễn Đức Chung ăn bao nhiêu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.